Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng quay trở lại với phần livestream vào tối thứ hai hàng tuần của Anna. Chắc hẳn là giờ này các bạn đã xong bữa tối rồi đúng không ạ? Và để cho cái phần livestream của chúng ta hôm nay có thể kết nối được với rất là nhiều bạn bè, để rất là nhiều người có thể cùng nắm bắt được một cái công thức mà giúp bạn tự tin chỉ sau trong một tuần thôi. Đó thì bạn hãy giúp Anna là tag tên bạn bè của bạn, những người mà bạn đang rất là quan tâm, bạn đang hoạt động cùng này. Xin hãy giúp Anna chia sẻ cái phần livestream này lên Facebook cá nhân hoặc là vào trong một số đội nhóm. Hôm nay là một ngày mà chúng ta sẽ cùng nói đến cái sự tự tin. Và tại sao mà mình lại phải nói đến sự tự tin? Bạn cũng biết là trong cái ngành nghề kinh doanh của sự chia sẻ, là cái ngành nghề mà chúng ta làm ấy, thì cái sự tự tin nó đặc biệt quan trọng. Đương nhiên cái sự tự tin đấy là nó là một trong những cái yếu tố để giúp cho người ta có thể thành công trong bất kể một công việc nào. Thế nhưng mà trên thực tế thì nếu mà bạn lại đang làm trong cái ngành nghề kinh doanh của sự chia sẻ nữa, thế thì mọi thứ nó đều đến từ việc chia sẻ giữa con người với con người. Sản phẩm nó chỉ là cái công cụ thôi, sản phẩm nó chỉ là cái cớ để con người có thể tiếp xúc với con người thôi. Thế thì khi mà mình còn làm trong ngành nghề này nữa thì cái sự tự tin nó lại còn càng quan trọng hơn. Có thể nói là cái sự tự tin, hay còn có một cái tên gọi khác gọi là tin vào chính bản thân mình. Cái việc mà tin vào chính bản thân mình luôn luôn là một cái niềm tin quan trọng nhất. Không phải là niềm tin vào công ty, vào sản phẩm, vào hệ thống, vào chế độ hoa hồng hay bất kể cái gì khác, mà chính là cái niềm tin vào bản thân mình. Cái này có thể nói là một trong những cái yếu tố làm cho người này khác biệt với người kia, làm cho một người thành công và một người đang còn loay hoay đi tìm phương hướng, làm cho một người có kết quả và một người chưa có kết quả. Tất cả nó đều nằm ở cái sự tự tin. Và ngày hôm nay thì Anna tin chắc rằng là Anna sẽ cung cấp được cho các bạn một cái công thức dễ hiểu nhất mà ai cũng có thể áp dụng được sau một tuần. Nếu mà các bạn cam kết rằng là các bạn sẽ sử dụng công thức này, áp dụng nó liên tiếp sau một tuần để các bạn có thể xây dựng được cái sự tự tin cho mình, để các bạn có thể tin vào chính mình, thì bạn hãy comment xuống là tôi cam kết. Một lát nữa Anna sẽ review lại xem là có bao nhiêu bạn dám cam kết mà trước khi chưa kịp biết nó là cái gì. Đấy, nếu như mà bạn cam kết mặc dù chưa biết là Anna sẽ cung cấp thông tin gì, chứng tỏ là bạn tin Anna đúng không ạ? Chứng tỏ là bạn tin Anna. Thế tức là tôi đã bán được cái sự tự tin của tôi tốt. Tôi đã bán được cái niềm tin tốt. Thế thì để cho chúng ta vào cuộc, chúng ta hãy hình dung thế này này. Một người nói chuyện với 10 người và không thể nào có thể chia sẻ được cái cơ hội kinh doanh cho cả 10 người. Người ta ngồi, người ta quan sát một người mà nói với 6 người thì 6 người đều làm. Họ rất thắc mắc, cùng học một lứa như nhau, cùng thực hành như nhau, cùng có một người coaching riêng như nhau. Thế cái người coaching đấy là như nhau luôn. Rồi cùng có một công thức như nhau, lời lẽ ngôn từ như nhau. Vậy cái điểm khác nhau là cái gì ạ? Điểm khác nhau là như thế này. Một bạn ấy thì nói chuyện rất là rụt rè, trình bày cùng qua video calling. Còn bạn kia thì bạn ấy cười ha hả, bạn ấy vỗ đùi đen đét ấy, và bạn ấy thể hiện tất cả những cái emotion, những cái cảm xúc của bạn ấy. Tay chân của bạn ấy múa loạn xị lên, và rồi bạn ấy nói bằng tất cả những cái năng lượng. Đấy. Người ta khác nhau ở hai cái thứ đấy thôi, nó ra hai kết quả rồi. Đấy là cái quá trình mà Anna quan sát. Và ngày hôm nay đặc biệt dành cho những cái người mà mình chưa có tin vào bản thân mình, cho nên mình chưa nhìn thấy kết quả, chưa nhìn thấy kết quả rõ nét. Hoặc là bạn tin vào bản thân mình rồi, nhưng mà cái cách mà mình công thức hóa để mình đào tạo cho đội nhóm của mình á, thì nó lại gọi là chưa hiệu quả. Thì nếu một trong hai cái trường hợp đấy, bạn đều có thể tham khảo cái phần này của Anna. Ok, cảm ơn các bạn. Ban tổ chức ơi, cho xin một ít quạt. Nóng quá. Và rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào cái phần thông tin nhá. Rồi bây giờ trước khi mà bước vào thì các bạn hãy trả lời giúp Anna một câu hỏi như sau. Nếu như ai đó hỏi các bạn là các bạn có một cái năng lực gì đấy đặc biệt không? Có một cái sở trường gì đấy thì bạn có? Nếu bạn nào có thì comment xuống. Có bạn sẽ là đá bóng này, có bạn sẽ là hát hay này, có bạn sẽ là múa đẹp này, có bạn sẽ là vẽ đẹp này, có bạn là kể chuyện cười này, có bạn là đánh đàn này. Đấy, nếu ai mà cũng có một cái sở trường, một cái năng lực gì đấy nổi bật hơn thì bạn hãy comment xuống. Bạn hãy comment xuống đúng cái năng lực đấy. Thế thì có đúng là những cái năng lực đấy
làm cho mình cảm thấy tự tin không? Tức là khi mình làm cái việc mà mình tốt thì mình cảm thấy tự tin hơn là mình làm cái việc mà mình không biết, đúng không ạ? Thế thì mình hãy hỏi này, để một người mà chơi được đàn guitar đi, anh nào mà có đàn guitar mà mỗi lần ngồi anh cầm cái đàn là tự nhiên anh ấy cảm thấy tự tin lắm. Đúng không ạ? Thế thì nếu để mình chơi được đàn guitar mà mình chơi được nhuần nhuyễn ấy, nhuần nhuyễn đến mức độ mình tự tin ấy, thì có thể là mình cần phải tập cả 6 tháng, 1 năm, 2 năm, đúng không? Thế nhưng mà thực sự là để mà chơi được một bài hay thì có lẽ là nó không cần quá nhiều thời gian. Thế nhưng mà bằng cái việc là người ta luyện tập đi, luyện tập lại thì tự động là người ta sẽ nhuần nhuyễn. Thế thì chính bởi cái sự nhuần nhuyễn đó mà khiến cho người ta tự tin. Đó, cho nên là hôm nay Anna muốn nói một cái công thức mà có lẽ tất cả các bạn đều sẽ cảm thấy là hợp lý cả thôi. Ngay cả khi là lần đầu tiên các bạn nghe thế này thì đâu đấy nó đã có từ trước rồi. Thế thì nếu như bây giờ mình muốn chơi đàn giỏi thì mình phải biết cách chơi đàn. Nếu mình muốn hát hay thì mình phải biết cách hát, đúng không ạ? Nếu mình muốn chơi đá banh tốt thì mình phải biết cách chơi. Tức là mình phải hiểu rõ về nó. Vậy thì bây giờ nếu bạn muốn tự tin khi bạn làm network marketing thì bạn phải hiểu rõ về nó, đúng không ạ? Bất di bất dịch, một cái lý do khiến cho bạn tự tin là bạn phải hiểu rõ về nó. Nào, bạn hãy comment xuống bên dưới. Nếu bạn muốn tự tin, nếu bạn muốn tin vào bản thân mình thì bạn phải hiểu rõ về nó. Tức là nếu mà bạn đang muốn làm network marketing thật là giỏi, làm MLM thật là giỏi, làm Siberian thật là giỏi, thì việc của mình là mình phải hiểu về nó. Mình phải nắm nó như trong lòng bàn tay ấy. Đấy, mình phải học thuộc lòng. Mình phải làm sao để mình biết nó như trong lòng bàn tay ấy. Mà nó chẳng có cái gì nhiều đâu các bạn ạ. Các bạn dùng một ngày thì các bạn đã học được rồi. Quan trọng là các bạn có chấp nhận là các bạn sẽ dùng đúng một ngày 12 tiếng, 14 tiếng để các bạn đưa tất cả những thông tin đấy từ bên ngoài mà nó biến thành của mình hay không thôi. Đó, thế cho nên là hãy comment xuống. Bạn muốn tự tin thì bạn phải hiểu rõ về cái lĩnh vực mà bạn đang hoạt động. Bạn cần phải biết, nếu trong công việc của chúng ta, bạn cần phải biết về sơ đồ trả thưởng, bạn cần phải biết về cách tính hoa hồng, bạn cần phải biết về chiến lược kinh doanh, bạn cần phải biết về sản phẩm. Đấy, chỉ thế thôi. Chỉ thế đã là bạn đã hiểu rõ về nó rồi. Thế còn tất cả những cái thứ khác thuộc về kỹ năng ấy mà, thì dần dần bạn làm nhiều bạn sẽ có. Dần dần bạn làm nhiều bạn sẽ có. À, thế thì có một cái công thức. Cái công thức đầu tiên đó là nó hơi khó nhìn một chút đúng không ạ? À, nó chữ này nó bị ngược cho nên là Anna giơ mặt sau. Đó là bạn lên kế hoạch. Bước 1 là bạn lên kế hoạch. Bước 2 là bạn làm. Và bước 3 là bạn điều chỉnh. À, đây, bên này nó dễ hơn. Bước 1 là bạn sẽ lên kế hoạch. Bước 2 là bạn làm. Và bước 3 bạn sẽ điều chỉnh. Hằng ngày bạn đều cần phải lên kế hoạch cho ngày hôm sau trong vòng 5 phút. Cái này thì thủ lĩnh vàng của chúng ta hướng dẫn rất là nhiều. Bước 1 là bạn lên kế hoạch. Bước 2 là bạn làm. Và bước 3 là bạn điều chỉnh. Cái công thức bí mật ý, để một người trở nên tự tin, đấy là người ta cần phải hiểu rõ. Để người ta hiểu rõ được thì người ta phải làm nhiều và làm rất nhiều. Có thế thôi. Và chúng ta không thể nào làm mà lại không có rút kinh nghiệm. Khi mà chúng ta làm thì chúng ta phải có cái việc rút kinh nghiệm. Và khi rút được kinh nghiệm rồi thì cái việc của mình là gì? Là lần sau mình sẽ điều chỉnh. Mình sẽ điều chỉnh nó. Và khi mình điều chỉnh đấy thì nó xong, mình lại có một cái kế hoạch. Có một cái kế hoạch mới rồi mình lại làm. Làm xong mình lại điều chỉnh. Các bạn có biết rằng là Anna với một người thầy của Anna thì cùng có chung một cái ý tưởng là nếu mỗi ngày bạn chỉ cần tăng thêm 1% thôi thì sau 1 năm nó tăng lên rất là nhiều lần đó. Đó. Và cái đồ thị đấy nó sẽ tăng theo hình parabol như thế này luôn này. Đôi khi là các bạn chưa hình dung ra được là nó khủng khiếp như thế nào. Sau khi 1 năm mà nếu mỗi ngày bạn đều tuần tự làm theo một cái công thức là bạn lập bước 1 bạn lập kế hoạch, bước 2 bạn làm và bước 3 là bạn điều chỉnh. Anna xin nhắc lại rằng là đây là một cái vòng lặp. Bước 1 là bạn lập kế hoạch, bước 2 bạn làm, bước 3 bạn điều chỉnh. Bước 1 bạn lập kế hoạch, bước 2 bạn làm, bước 3 bạn điều chỉnh. Cái công thức đấy là cái công thức mà bất di bất dịch. Và bạn làm cái thứ gì trên cuộc đời này, bạn cũng cần phải biết về nó cả, bạn cần phải thực hiện theo như thế cả. Chỉ có thế thôi, đơn giản. Lập kế hoạch, làm và điều chỉnh. Lập kế hoạch, làm và điều chỉnh, hãy ghi xuống cái đấy ạ. Cái đấy rất là quan trọng. Thế thì, rồi. Bây giờ, làm nào để làm lập kế hoạch, làm, điều chỉnh được. Anna kể câu chuyện như thế này. Anna có nghe được một cái câu chuyện mà tôi vẫn không thể tin được là có người họ làm như thế. Và làm cho tôi cảm thấy là tôi có nên học theo cách đấy không này.
Tức là có một người làm network marketing và anh ta quyết định là cứ mỗi tối thì anh ta sẽ làm cái buổi chia sẻ về cơ hội kinh doanh. Mỗi tối anh ta đều có thể làm chia sẻ cơ hội kinh doanh. Và trong một năm đầu tiên, anh ấy làm cả thứ bảy cả chủ nhật vào một khung giờ cố định. Cứ đến cái giờ đấy là có chia sẻ về cơ hội kinh doanh. Và anh ấy làm và nguyên một đội nhóm của anh ấy sau này cũng làm trong một năm chưa bao giờ có nhiều hơn 20 người xem cái buổi chia sẻ, nghe cái buổi chia sẻ cơ hội kinh doanh đấy. Nhưng mà đến năm số 2, đến năm số 2 thì nó là 200 người đến 300 người các bạn ạ. 200 người đến 300 người. Và khi hỏi anh ấy là bí quyết làm sao để anh ấy trở thành triệu phú trong lĩnh vực network marketing, anh ấy nói rằng là bí quyết là 1.000 ngày làm liên tục. Bí quyết là 1.000 ngày làm liên tục, các bạn nhớ rõ này. Công thức không phải là 100, không phải 365 mà là 1.000 ngày làm liên tục. Nào, chúng ta chỉ có thể tin ở mức độ trải nghiệm mà thôi. Và tôi đang bắt đầu nhen nhóm cái ý định là tôi sẽ làm một cái gì đó tương tự như thế này. Và tôi đang tìm cách làm nào để mình triển khai mà nó hợp lý. Tức là họ lặp đi lặp lại đến cái mức độ như vậy, đến mức độ hàng ngày luôn á. Bây giờ Anna livestream là một tuần một lần, đúng ạ? Thì một năm tôi chỉ có mỗi 52 lần livestream thôi. Đấy, thế nhưng nếu tôi làm mỗi ngày thì tôi sẽ có tới tận 365 ngày cơ. À, tôi nghĩ rằng là 365 ngày mà nếu mà chia ra ấy, thì cái số lượng nó nhiều hơn rất là nhiều. Nó ít nhất nó phải gấp 7 lần các bạn ạ. Thế thì nó có đáng để cho mình làm không ạ? À, ít nhất là tôi nhìn thấy cái đấy và tôi được truyền cảm hứng cái đã. Tôi truyền cảm hứng rất là mạnh mẽ. Tối hôm qua đến giờ tôi bảo kinh thật đấy. Có những người mà họ mạnh mẽ thật sự và họ đưa ra những cái quyết định là họ sẽ dấn thân, chứ cứ không phải là ba cái lý thuyết mà lèo phèo. Nói chung là mình phải làm thì mình mới biến được cái lý thuyết thành của mình. Còn chừng nào mà mình vẫn cứ nhìn đấy. À, có một sự thật nhá, là có rất nhiều người làm network marketing và rồi họ nói rằng để một lúc nào đấy hợp lý, tôi sẽ chia sẻ lúc nào tôi thấy thoải mái. Thì lúc nào là lúc nào. Nếu bây giờ bạn hình dung này, nếu mà một tuần bạn chỉ chia sẻ với một người về OVP thôi, về cơ hội thôi, hoặc một tháng bạn chỉ chia sẻ với một người thôi, không được một ngày một người nữa, một tuần được một người hoặc hai người, thì làm thế nào để bạn có thể xoay được cái vòng lặp là lập kế hoạch làm và điều chỉnh mà một cách nhiều lần để bạn có thể xây dựng được sự tự tin à? Tại vì mấu chốt của việc bạn có tự tin đó là bạn phải hiểu rất rõ mà bạn để bạn hiểu được rất rõ thì chỉ có một cách là làm thôi, đúng không? Không có một cái cách gì khác ngoài cái cách làm để bạn hiểu rất rõ cả. Cái việc mà hành trình mà biến từ cái biết thành cái làm, biến từ cái biết thành cái hiểu là nó có cái là cái làm. Cái sợi dây nối giữa cái biết và cái hiểu là cái làm. Thế chỉ có làm nhiều bạn mới lặp được cái vòng lặp đến nhiều. Và khi bạn lặp được cái vòng lặp đến nhiều thì tự nhiên bạn có sự tự tin. Hay nói đến đây, có rất nhiều đồng đội của Anna, họ thực sự là mọi người đều cảm thấy là áp lực khi mà phải kết nối rất nhiều. Kết nối và chia sẻ. Và tôi không bao giờ đồng ý cho là một ngày kết nối cho một người. Thì đương nhiên sẽ có một số anh chị em đang chưa hiểu là tại sao phải làm như thế. Thì đây chính là lý do. Vì khi mà bạn hiểu rất rõ thì bạn sẽ tự tin. Bạn nắm nó như trong lòng bàn tay ấy, thì bạn sẽ tự tin. Mà nó chả có gì nhiều cả, nó chỉ có từng đề thứ đấy thấy thôi, đúng không ạ? Vậy thế thì nếu như bây giờ mà bạn hãy để ý là với cái tần suất làm việc mà một tuần bạn mới chia sẻ với một người mới hoặc là đại thể na ná thế, thì có lâu mình mới có thể cải thiện được sự tự tin các bạn ạ. Vì đơn giản là cái số vòng nó lặp lại nó chưa đủ để cho chúng ta có thể thực sự là chúng ta nhuần nhuyễn với nó. Cho nên nếu mà bạn hiểu là thì ra mấu chốt ở đây, mấu chốt nó chỉ có thế thôi, không phải tự nhiên mà lại có thể tự tin đâu ạ. Và bạn, đây là một điều mà bạn cần ghi xuống này. Bạn phải tăng về mặt số lượng trước khi bạn tăng được về mặt chất lượng. Bạn cần phải ghi xuống câu này. Mình cần phải cải thiện về mặt số lượng trước khi mà mình có thể cải thiện về mặt chất lượng, đúng không ạ? Hay là Việt Nam mình có một câu thủ lĩnh hay nói là, hay là mọi người hay nói là khi mà lượng đủ thì chất sẽ đổi đấy. Đấy, lượng đủ thì chất sẽ đổi. Thế tất nhiên là gì? Trước khi mà chúng ta muốn đổi chất, chúng ta cứ bảo ôi sao bạn này nói hay thế, sao bạn này nói truyền cảm hứng thế, sao bạn này có kết quả tốt thế. Thì bạn phải biết rằng người ta làm rất nhiều, người ta lặp lại cái chu trình đấy rất là nhiều. Nên việc của mình là gì? Người ta có công thức rồi, mình chỉ việc làm theo thôi. Công thức này cũng chẳng phải của Anna.
Kiến thức là của chung của cả nhân loại, chẳng có gì bí ẩn ở đây cả. Kinh doanh là không có bí ẩn gì hết, kinh doanh là chẳng có bí ẩn gì hết. Kiến thức là chung của cả nhân loại, cứ bạn nào áp dụng thì đó là của bạn, không phải của tôi, không phải của một người khác mà nó là của bạn. Thế thì suy đến tận cùng ấy ạ, nếu chúng ta không có sức ép, theo các bạn chúng ta có tự ý thức để mà làm được vòng lặp như thế không? Có một số người thì họ cái tính kỷ luật của họ rất là cao, cho nên họ làm được. Thế mà với đa phần ý, thì chúng ta cần có một đội nhóm, chúng ta cần đồng đội, chúng ta cần phải tuyên bố với thế giới để rồi chúng ta có sức ép chúng ta làm, đúng không? Chúng ta phải cần phải tuyên bố với thế giới chúng ta có sức ép chúng ta làm. Thế thì hãy nhớ rằng là chúng ta cần phải nói nhiều hơn. Có một cái câu nói bằng tiếng Anh mà khi mà dịch ra thì nó như thế này này: bất kể ai mà nói nhiều hơn với người khác thì người đấy sẽ là người chiến thắng. Thế thôi. Ngành kinh doanh về sự chia sẻ mà, đúng không? Chúng ta đang làm trong một ngành nghề kinh doanh về sự chia sẻ, chúng ta chẳng có cái gì khó khăn, chẳng có gì phức tạp cả. Đơn giản là chia sẻ như hơi thở. Đơn giản là chia sẻ. Và khi chia sẻ bạn biết làm sao không? Cứ thật là mình. Cứ thật là mình này. À, chỗ này mình nói chưa hay lắm, mà đại ý nó như thế này nhá bạn nhân vật. Chỉ cần bạn thể hiện rõ được niềm tin của bạn thôi thì mọi thứ khác nó sẽ được thuyết phục, mọi thứ khác tự động nó sẽ được điều chỉnh và nó không có một cái gì phức tạp cả. Thế cho nên là hãy quyết định mình sẽ là người nói nhiều. Hãy quyết định mình sẽ nói nhiều hơn để mình cải thiện được nhiều hơn, để mình nhuần nhuyễn nó, để mình lặp lại cái vòng lặp đấy, để mình cải tiến nó. Và mình cần phải tăng về mặt số lượng trước khi mà mình có thể tăng được về mặt chất lượng. Hãy nhớ đến cái điều đấy. Và chính cái điều này làm cho bạn hiểu rất rõ. Chính cái hành trình này này làm cho bạn hiểu rất rõ. À, đối tượng này đúng không, là phải nói chuyện theo cách A. Đối tượng này thì phải nói chuyện theo cách B. Đối tượng mà họ đang có một cái câu mà nó có vẻ thách thức thế này thì mình phải đặt câu hỏi như thế nào. Tất cả mọi thứ đấy, bạn chỉ có một đúng một cách là bạn làm nhiều thì bạn mới nhuần nhuyễn được thôi. Và khi mà bạn nhuần nhuyễn rồi ấy, thì tự động bạn sẽ tự tin. Thế thì khi mà bạn tự tin thì bạn chia sẻ ra sao sẽ như hơi thở. Khi bạn tự tin thì bạn sẽ chia sẻ một cách rất là tự nhiên. Khi bạn chia sẻ một cách rất tự nhiên thì cái thứ đấy làm cho người ta tin tưởng bạn nhất. Chúng ta không có cái gì ngoài niềm tin cả. Chúng ta không có cái gì ngoài niềm tin cả mà mình còn không tin vào cái chính bản thân mình nữa. Thì làm thế nào mà người khác có thể tin vào chính bản thân mình được, đúng không? Làm sao mà người khác có thể tin vào sự dẫn dắt của mình được? Rất là khó. Có rất nhiều người là khi mới tham gia cùng với mình ấy, họ chả có ước mơ gì hoài bão cao xa cả. Đơn giản là muốn kiếm một tí tiền, đơn giản là muốn cho cái thời gian của mình trở nên là có ý nghĩa hơn. Thế nhưng mà họ thấy mình cũng chưa hiểu rõ lắm về những gì mà mình đang làm, thì đương nhiên họ sẽ không tin vào mình. Và bằng cái việc mới đầu họ cũng chỉ mới chớm chớm tìm hiểu như thế thôi thì họ đã bị xa rời cuộc chơi rồi. Thế cho nên là việc của mình là mình phải hiểu rất rõ cái việc mình làm, từ thế mình sẽ tự tin. Và bạn biết ạ, trong cái hành trình này bạn cần phải thực hành. Đây là ngành kinh doanh của việc thực chiến, cho nên là bạn cần phải thực hành và bạn sẽ cần phải làm nhiều. Và bạn cần phải làm rồi bạn điều chỉnh lại, bạn xem xét bạn cái hành trình đấy rồi bạn điều chỉnh lại để bạn có thể cải thiện nó. Và trong quá trình mà cái lúc đầu bạn làm ấy, trông bạn sẽ hơi ngu ngốc một tí, kiểu như mình nói chưa đúng ấy, mình nói chưa chuẩn, rồi mình nói chưa hay. Thì đương nhiên bạn phải chấp nhận luôn là thời gian đầu ai mà chả ngốc nghếch, ai mà nói chả mắc cười. Đâu sao đâu, Anna tin chắc rằng là nếu mà bạn có ghi âm lại ý, sau một năm bạn xem lại ý, bạn sẽ thấy cái hồi đầu năm mình nói rất là mắc cười. Bản thân Anna cũng thế. Từ cái lúc Anna tham gia đến bây giờ là trong vòng 6 tháng, Anna đã thấy Anna rất là khác rồi. Rất là khác. Cái số lần bay của bạn ý, sẽ làm cho bạn trưởng thành hơn rất là nhiều. Khi mà bạn nắm rất rõ về công việc kinh doanh này thì lúc đấy bạn mới có thể công thức hóa hay mô hình hóa hay cái gì đấy hóa được. Còn khi mà bạn còn chưa hiểu, bạn còn làm ít quá, chưa đủ để mà bạn có thể hiểu và bạn có thể tự tin với những gì mình đang làm thì tự động nó sẽ gây trắc trở, nó sẽ bị khục khặc chỗ này hoặc chỗ kia. Thế thì mình sẽ có một cái vế khác gọi là nỗi sợ hãi. Vế khác gọi là nỗi sợ hãi. Và Tony Robbins có nói một câu như thế này. Thôi cái câu của Tony bằng tiếng Anh hơi khó nói, cho nên là Anna sẽ dịch sang một câu khác. Đó là bạn cần phải đối diện với nỗi sợ hãi. Thì khi đối diện với nỗi sợ hãi, cái thứ mà bạn luôn luôn có bên trong con người của bạn đó là sự dũng cảm. Dũng cảm, tặc lưỡi một cái, đưa chân luôn. Đấy, tặc lưỡi một cái, đưa chân luôn, đó là của sự dũng cảm đấy. Thế cho nên rằng là gì? Nếu mà bạn có thể vượt qua nỗi sợ hãi thì bạn sẽ đến bờ bên kia. Và khi mà bạn đến bờ bên kia thì
Bởi bên kia là một sự hiểu rất rõ về những gì bạn đang làm và vì thế mà bạn tự tin. Bạn hãy sẵn sàng chia sẻ, sẵn sàng dũng cảm để mà có thể giành chiến thắng. Sẵn sàng dũng cảm để có thể khẳng định được với chính bản thân mình, có thể khẳng định với gia đình mình, có thể đạt được những cái kết quả rất là rõ rệt. Và khi mà như vậy á, thì bạn mới có được cái sự tự tin để dẫn dắt người khác. Cái đích của chúng ta là trở thành những cái leader, những người truyền cảm hứng. Nhiệm vụ của chúng ta có hai nhiệm vụ. Số 1 là thắp sáng ước mơ cho những người đã tin tưởng đi theo mình. Và nhiệm vụ số 2 của chúng ta là dẫn dắt họ vượt qua những rào cản để đến với cái đích mà họ mong muốn. Bạn hãy nhớ rằng này, trong hành trình này có những thứ bạn không thể nói trước được. Vì bạn không thể nói trước để họ bị chịu một cái sức ép khi bạn làm được rồi ấy. Giống như Anna chẳng hạn, nói thật là có những điều Anna chưa thể nói ngay từ đầu khi mà Anna yêu cầu đội của Anna là một ngày bạn phải text cho bao nhiêu người đấy rồi phải gọi cho bao nhiêu người đấy. Thì họ cảm thấy rất là áp lực và lúc đấy mình không thể nói ngay được. Thế nhưng mà sau 10 ngày thì mình bắt đầu nói rằng là ok, đấy là một màn nháp để cho các bạn có thể hiểu được tất cả những cái điều này. Và kết thúc cái màn nháp này thì các bạn cũng thấy đấy là các bạn đã linh hoạt hơn rất là nhiều rồi. Các bạn cũng mạnh dạn hơn rất là nhiều rồi. Và bởi vì là nhẽ ra cái việc bạn làm trong vòng 30 ngày, bạn làm trong có vòng có 1 ngày thôi, thì đương nhiên là gì, cái thời gian của bạn được rút ngắn hơn rất là nhiều. Và Anna đã chuẩn bị những cái này, Anna mong là nó sẽ bạn có thể thấy được. Cái số 1 là bạn cần phải có kỹ năng tốt, đúng không? Kỹ năng tốt tức là bạn làm nó nhiều lần thì thành kỹ năng tốt. Bạn phải làm nó rất nhiều lần, lập kế hoạch làm và điều chỉnh, lập kế hoạch làm và điều chỉnh, lập kế hoạch làm và điều chỉnh. Ngay cả khi mình trông rất là ngu ngốc, mình cũng phải lập kế hoạch làm và điều chỉnh, lập kế hoạch làm và điều chỉnh. Nói ngu ngốc kệ, cứ nói. Nói gì không quan trọng, quan trọng là cách nói, quan trọng là bạn là chính bạn và bạn nói với một cái năng lượng tràn trề. Mặc dù cái đấy nghe nó vẫn hơi stupid thật, nhưng mà Anna nghĩ là không sao đâu. Người ta vẫn hiểu được cái tâm ý mà bạn muốn chuyển cho họ. Đấy là cái số 1. Cái số 2 mà bạn cần phải biết rằng là gì? Từ cái việc mà bạn nói nhiều đấy, nó sẽ cho bạn kỹ năng tốt. Và từ kỹ năng tốt nó sẽ dẫn đến một cái là bạn tự tin. Từ việc mà bạn nói nó rất nhiều, bạn bắt đầu chia sẻ tè le hết, vì bạn là bạn có kỹ năng. Và từ đấy là bạn sẽ tự tin. Tức là bạn sẽ tin vào chính bản thân mình. Và từ việc mà bạn tự tin thì bạn sao ạ? Bạn sẽ hành động. Đúng ạ. Có rất nhiều người sợ hãi nên không hành động chứ. Người nào mà tự tin thì có cái lý do gì để cản trở mình nữa đâu, đúng không nào? Nếu mà thực sự đã tự tin rồi thì mình phải hành động chứ. Còn hành động, còn quyết liệt, còn mạnh mẽ. Cho nên là gì? Tôi rất thích một bé, bạn ấy đi từ Quảng Ninh vào đây với tôi. Và lúc đầu cách đây khoảng 10 ngày ý, thì là bạn lần đầu bạn đến đây thì tôi còn không biết là tôi sẽ làm gì với bạn này. Thế nhưng mà bằng cái việc là bạn rất là nghe lời, tôi bảo em nói đi, em cứ nói rồi em cứ chia sẻ. Nó bảo ơn nhưng mà em chưa biết chia sẻ thế nào. Tôi bảo thì em, chị hướng dẫn em đây, bước này, rồi bây giờ em cứ chia sẻ đi. Và khi mà bạn ý bắt đầu chia sẻ thì bạn ý cũng kém tự tin lắm. Nhưng do khi mà bạn làm càng nhiều lần á, thì bạn bắt đầu biết là à, hóa ra đúng như chị Anna nói là chỉ có từng này trường hợp thôi. Đúng là chỉ có từng này câu hỏi thôi. Đúng là chỉ có từng này cái ý cần phải giải quyết thôi. Rất là đơn giản. Và từ đấy cho nên là bạn ấy hành động liên tục. Các bạn biết không? Từ một cô bé mà cách đến 10 ngày chưa biết gì hết, mà đến bây giờ bạn ấy có thể chốt một ngày 6 cái mã số nhá. À, sau đấy trước khi đi ngủ nó còn bảo là trước khi đi ngủ ấy, em phải làm cho hết năng lượng một tí nữa, thì là bằng cách là em phải chốt thêm một người nữa. Thế bạn biết đấy, đương nhiên không phải ngày nào chúng ta cũng làm được như vậy. Thế nhưng mà ý nó là khi người ta tự tin thì người ta hành động nó mạnh mẽ như thế nào. Nhưng nếu mà không có cái hành trình 10 ngày mà bạn ấy bị vùi dập với tôi ấy, là bạn ấy bị là nhắn tin đi, gọi điện đi không biết, mà nhưng mà em không có người, cứ nhắn đi sẽ có người. Cứ quyết định nhắn tin đi sẽ mình sẽ nghĩ ra người. Đấy, chúng ta có danh sách người quen cơ mà, bảo mà em hết người quen rồi. Thế thì tìm cái cách nào mà có người quen ý. Nhìn ở trong cái các bạn mà kết bạn ở trong Facebook, Zalo mà chưa kịp trả lời ấy. Đấy, vào đấy mà trả lời cho người ta. Và bằng cái việc hành động, các bạn biết mình có cái gì ạ? Mình sẽ có kết quả. Kết quả của mình gồm 1 là phản hồi tích cực. Phản hồi tích cực thì làm cho mình tự tin hơn, đúng không nào? Cái thứ 2 là mình sẽ có thu nhập. Và cái thứ 3 là mình sẽ có cơ hội được giúp đỡ người khác. Đây là cái thứ tôi viết mà hôm nay mực nó quá ít để có thể sang cái mặt hôm sau. Có kết quả là 1 là thu nhập, gọi là thu phản hồi tích cực, phản hồi dương.
thứ hai là thu nhập và thứ ba là cơ hội mà giúp đỡ người khác. Đó, thế thì bạn biết đấy, nó chỉ thế thôi. Kỹ năng tốt làm cho chúng ta tự tin. Khi chúng ta tự tin, chúng ta sẽ hành động. Khi chúng ta hành động thì chúng ta sẽ có kết quả. Chỉ thế thôi, lặp lại cái vòng lặp đấy. Vậy thì nôm na bây giờ bạn cần phải nói rất nhiều. Tổng kết lại, túm cổ lại, bạn cần phải nói rất là nhiều. Bạn cần phải nói rất là nhiều để bạn có thể tự tin hơn. Bạn hãy nhớ rằng này, cái trọng trách trên vai chúng ta, khi mà chúng ta có ai đấy tin tưởng chúng ta thì nhiệm vụ của chúng ta là dành 3 ngày 3 đêm chỉ học và học và học và học, chỉ xem video, chỉ xem học và học và học và học thuộc lòng. Hãy quay trở lại cái thời mình còn đi học ấy, ngày mai cô giáo sẽ trả bài. Cái người mà phải trả bài bây giờ không phải là cô giáo mà là tư vấn viên mới của mình, đúng không? Thế là việc của mình là phải học để chia sẻ với người ta, phải học và chia sẻ với người ta. Và khi chia sẻ thì hãy là chính mình. Mình là người thích vung tay múa chân thì mình cứ vung tay múa chân. Tôi ăn năn nghĩ rằng là cái việc mà gãy mũi thì cũng hơi xấu một tí, nhưng mà tôi vẫn thế mà. Tôi vẫn thế lúc mà tôi chia sẻ mà. Bởi vì là bây giờ mình ngứa quá thì mình phải làm sao? Cứ bình thường thôi. Và thực sự thế này, cái giai đoạn mà bạn sẽ cảm thấy khó chịu nhất ấy, có lẽ là những cái lần đầu tiên. Những cái lần đầu tiên. Và bạn hãy biết ơn nếu như bên cạnh bạn có một người đang thúc đít bạn làm những cái lần đầu tiên. Bởi vì là thực ra nhá, tôi có một quan điểm như thế này này, nếu mà có mình hay không có mình thì mọi chuyện nó vẫn phải diễn ra. Tại vì mỗi thứ nó là của mình mà. Nếu mà mình thực sự cần nó thì nó sẽ phải xảy ra. Còn nếu mà mình không thực sự cần nó, người khác mới thực sự cần, thì người khác sẽ biến cái điều mà trong lý thuyết thành thực tế. Thế cho nên rằng là để mà mình có thể có được cái kỹ năng tốt ý, thì ai cũng bước từ cái bước đầu tiên. Tất cả các tòa thành đều được xây từ một viên gạch đầu tiên các bạn ạ. Không thể nói là tất cả tòa thành thì tự động mà nó lên thành tòa thành, làm gì có chuyện đấy, đúng không? Thế cho nên rằng là tất cả những cái người mà nấu ăn giỏi nhất đều xuất phát từ việc nhặt rau và rửa chén. Tất cả những người mà gọi là để biết ra những bản nhạc hay nhất đều xuất phát từ cái việc là phải học các cái nốt nhạc. Để mà mình nói lưu loát, mình viết lưu loát, mình đều phải bắt đầu học từ bảng chữ cái. Thì đương nhiên mới đầu thì mình hơi khó chịu rồi. Thế nhưng mà cái hành trình này nó là gì? Ban đầu bạn sẽ khó chịu, ban đầu bạn sẽ rất khó chịu, để rồi sau này bạn dễ chịu trong cả cuộc đời của bạn. Chúng ta khó chịu trong một khoảng thời gian ngắn, để rồi bạn dễ chịu trong cả cuộc đời của bạn. Hoặc là bạn có thể dễ chịu ngay bây giờ và càng ngày nó càng khó chịu. Khi mà mình không trả được hóa đơn, khi con mình không được học trường tốt. Và quan trọng hơn này, khi mình không vượt qua được nỗi sợ hãi của chính mình ấy, nó tức lắm. Nó tức, tức là nó làm cho mình rơi vào một trạng thái là bất đắc chí ấy. Và khi mình rơi vào trạng thái bất đắc chí là mình hờn cả thế giới, bao gồm có bản thân mình, chả giận ai cả. Nhưng mà bởi vì mình đã giận bản thân mình rồi, cho nên là mình nhìn ai mình cũng cảm thấy không vui cả. Đấy, thế chứ để mà làm được tất cả những cái điều này thì bạn cần phải hạ cái tôi của bạn xuống. Cái tôi của bạn ý, biến nó thành một cái thứ gì đấy mà nó tích cực. Tại vì cái tôi đấy rất là cần thiết để cho chúng ta đứng vững, chúng ta hiên ngang và chúng ta luôn luôn là chính mình. Và đồng thời khi mà kết nối với người khác ý, thì buộc lòng mình phải hạ cái tôi của mình xuống. Buộc lòng mình phải hạ cái tôi của mình xuống một cái, để rồi mình bắt đầu những bước đầu tiên. Nếu bạn đang đứng ở trên một đỉnh núi thì làm ơn ý, nhắm mắt lại, và thế là bạn sẽ trôi tuột xuống chân núi. Thế rồi ý, bằng việc trôi tuột xuống chân núi, bạn sẽ bắt đầu ngắm nghía là để leo được cái đỉnh núi mới này này thì chúng ta cần phải có đi trên bước A, bước B, bước C, bước D. Chỗ này là có thể mắc vào này, bạn bắt đầu học luật và rồi bạn đi. Nếu bạn đã có kỹ năng leo núi rồi thì bạn yên tâm là cái núi thứ hai bạn leo nó sẽ nhanh hơn thôi. Và nếu mà có lỡ là trong thời gian qua mình đã làm không tốt rồi, đúng không? Có lỡ là thời gian qua mình đã bỏ phí nhiều cơ hội, mình đã bỏ phí nhiều con người rồi, mình đã lỡ làm ai đó giận mất rồi, thì bạn cũng không thể để cái nỗi đau nó dằn vặt được. Bạn phải, người ta hay nói rằng là hãy tha thứ cho người này người kia, nhưng cái đối tượng mà mình luôn luôn khó tha thứ nhất đấy là chính mình. Nếu mà đơn giản là bạn không thể nào có thể tha thứ được cho chính bạn thì bạn không bao giờ trở nên thực sự mạnh mẽ cả. Bởi vì cái nỗi đau ấy nó cứ ở đây để nó giày vò bạn này, nó cứ ở đây để nó buộc chân bạn này, nó như một hòn đá tảng ấy. Cả ngày dằn vặt là tôi đã không tốt, ôi dồi tôi đã lãng phí bao nhiêu thời gian rồi, tại sao tôi không biết đến cái này trước rồi, sao tôi lại có thể như thế được. Nếu khi bạn vẫn còn dằn vặt bạn như thế thì bạn không bao giờ có thể tiến được phía trước. Bởi vì đơn giản là bạn cứ nghĩ mãi về phía sau thì lý do gì mà bạn có thể tiến về phía trước được ạ. Cho nên là quên luôn đi, coi như tất cả thời gian qua khi bạn chưa làm theo đúng những thứ mà bạn cảm thấy hợp lý, nó là một phần nháp, xé hết cái nháp đấy đi để bạn có thể bắt đầu.
để bạn có thể bắt đầu. Bởi vì Anna nhắc lại nhá, để bạn có thể bắt đầu kinh việc công việc kinh doanh của chúng ta, bạn chỉ cần đúng có những thứ này thôi. Một là sơ đồ trả thưởng, hai là cách tính hoa hồng, ba là một cái chiến lược kinh doanh nào đấy mà đội nhóm của bạn đang áp dụng, hoặc là bạn có thể nhìn thấy của ai đấy một chiến lược kinh doanh hay bạn có thể áp dụng, đúng không? Bốn là sản phẩm. Và thêm một cái nữa là gì? Bạn xem cái video mà làm việc với ý kiến phản đối ấy, nguyên tất cả video đấy bạn có xem 6 lần một cái thì cũng không hết một ngày. 6 lần một cái cũng không hết một ngày thì có cái điều gì trên cái cuộc đời này mà cản trở bạn? Bạn xem xong bạn viết xuống, bạn xem xong bạn viết xuống, xem xong viết xuống, xem xong viết xuống, xem xong viết xuống. Đầu tiên là thế đã để cho thuộc, sau đấy nói lại với người khác, nói lại với người khác, nói lại với người khác, nói lại với người khác. Đủ 6 lần, ít nhất đủ 6 lần, tự động mọi thứ nó sẽ nuột nà. Tất cả hành trình đấy chưa đến 3 ngày. Sau đó rồi thời gian còn lại là 4 ngày còn lại, đúng không? Anna cho là cả 3 ngày, 4 ngày còn lại. Nhắn tin với tối đa người có thể, gọi điện cho tối đa người có thể, chia sẻ với tối đa người có thể. Hãy chấp nhận mình sẽ trông ngu ngốc, hãy chấp nhận là mình sẽ làm những việc mà mình chưa bao giờ làm để mình có những thứ mà mình chưa bao giờ có. Hãy chấp nhận là mình cần một tuần để mình thiết lập thói quen trước khi mà mình gọi một cuộc điện thoại á. Hít một hơi thật sâu, thở xuống, bắt đầu hình dung kết thúc cuộc gọi này mình sẽ ra mình ôm con mình một cái, treo một cái phần thưởng đó là xong một cái ra ôm con mình một cái. Kết thúc một cái nhắn tin này là mình sẽ tặng cho mình một ly nước chanh chẳng hạn. Hoặc là mình hãy nghĩ những thứ hay ho hơn. Mẹ mình rất tự hào về mình, bản thân mình rất tự hào về mình, đồng đội của mình rất tự hào về mình. Khi mà mình làm mình cảm thấy khó thì hãy hít một hơi thật sâu và thả ra. Sau đó để tất cả những cái sự khó chịu đấy coi như là nhắm mắt đưa chân, bấm alo, chỉ bấm thôi. Cái lúc bạn quyết định nó mới mất thì giờ, còn bạn bấm rồi thì không mất thì giờ gì nữa cả. Sau đó rồi thì đã lỡ bấm rồi thì phải theo. Cứ như thế. Sau một tuần là bạn sẽ biến tất cả những thứ gì mà hôm nay Anna nói thành thực sự của bạn. Chỉ có thế thôi. Và rồi lúc đấy này vào Zoom này, lúc đấy bắt đầu tham gia những chương trình đào tạo của chúng ta này. Và đương nhiên thôi, mọi thứ nó sẽ là của mình, đúng không? Tại vì mình làm rất nhiều mà, cho nên mình xứng đáng với điều đấy. Đấy là cái cách bạn rút ngắn thời gian, và cái cách để không những bạn làm được mà bạn còn sẵn sàng tự tin để dẫn dắt người khác. Chúng ta hay nói về cái việc là chúng ta có người mới rồi mà chúng ta không biết dẫn dắt như thế nào, đúng không nào? Đây thì đây chính là cái lúc mà bạn có thể tự tin và dẫn dắt. Bạn lại cũng lập lại quy trình cho họ như thế, và rồi họ cũng sẽ tự tin. Đương nhiên nói thì nghe có vẻ đơn giản, nghe có vẻ hào hứng. Bạn có thể không tin những gì Anna nói, tại mình nói có vẻ dễ quá, thì bạn hãy tin ở mức độ trải nghiệm là bạn hãy làm. Và Anna thường là gần như tôi trả lời đến 90% tất cả các tin nhắn của các bạn, mặc dù điều đấy thực sự là một áp lực của tôi. Thế cho nên rằng là gì, bạn hãy cứ làm, không cần phải báo cáo lại cho tôi, không cần phải nhắn cho tôi, bạn hãy cứ làm rồi bạn ra kết quả cho đội nhóm của bạn. Và khi nào bạn có kết quả ấy, nếu lúc đấy bạn nhớ đến là tôi đã được nảy ra ý tưởng sau một vài lời tôi nghe được loáng thoáng từ bạn Anna, thì đấy đã là một cái phần quà vô cùng lớn của Anna rồi. Và chỉ cần mỗi buổi sáng ngủ dậy á, nhớ đến Anna và ôi bạn này rất là đáng yêu và cảm ơn Anna, chỉ cần thế thôi là tôi biết cuộc đời tôi sẽ tự động tươi đẹp rồi. Thế cho nên là xin chúc tất cả các bạn sẽ nhanh chóng có được cái sự tự tin vào chính bản thân mình, và có thể giúp cho tất cả đồng đội của mình vượt qua nỗi sợ hãi để có sự tự tin. Anna tin chắc rằng là bạn sẽ làm được. Và chúng ta còn một tuần cuối cùng, chính xác là trừ ngày hôm nay chúng ta còn 8 ngày, 8 ngày để chốt sale, bạn hãy nhớ chúng ta còn 8 ngày để tăng doanh số, chúng ta còn 8 ngày để chốt sale. Bây giờ là cái lúc bạn cần phải tăng cái sự tự tin lên mức cao nhất, là cái lúc mà bạn phải nói với nhiều người nhất. Và bây giờ phải tập trung vào việc gì ạ? Chốt đơn hàng, chỉ có thế thôi, không lằng nhằng nhiều, nói gì thì nói phải có kết quả, chốt đơn hàng. Và chắc chắn với cái sự tự tin đấy, chắc chắn là bạn sẽ làm được và bạn sẽ vô cùng bất ngờ với kết quả của bạn. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Nếu các bạn chưa theo dõi cái Facebook và kênh YouTube của Anna, xin hãy ấn theo dõi ở trong kênh YouTube này. Hãy ấn vào cái nút subscribe để các bạn có thể nhận được video này. Bạn hãy ấn vào cái nút follow ở trên kênh Facebook này, để khi mà Anna có livestream hoặc là phát một cái bài gì đó thì bạn có thể tìm thấy này và có thể nhận được thông báo này. Và chắc chắn là với cái sự mà tin cậy của các bạn, tin tưởng các bạn, thì chắc chắn là Anna sẽ phải nỗ lực hơn nữa trong cái việc mà cung cấp cho các bạn nhiều những cái thông tin mà có ích. Xin chào các bạn, chúc các bạn một tuần mới tràn đầy năng lượng, và hẹn lại gặp lại các bạn ở đỉnh chiến thắng của ngày 31 tháng 3 năm nay nhá. Xin chào, hẹn gặp lại. Sao mẹ nghe hay là cái sau cùng, cái sau cái nó này con được. Chưa kết thúc được. Anh ơi, em chưa kết thúc được này.